Xin chào các bạn, AK Shop gửi bạn video dòng xe Plug đời 2020 hay là 2021. Mẫu Plug mới nhất hiện nay của ông ta. Thì với mẫu này hoàn toàn là một cái diện mạo khác đi. Nên thấy đại đa số anh em rất thích cái form mới này của dòng xe AB này. Thay đổi từ ngoại hình rồi tới công nghệ trên xe, tất tật mọi thứ so với mẫu AB29. Thì ở video hôm nay, những sản phẩm quen thuộc các bạn thường thấy như là Audi A11 chỗ phần Demi nha bạn, ngay chỗ này ha. Phần tăng sáng, nhưng video này anh chủ xe này chọn bản Gold, tăng sáng bản Gold. Tăng sáng Gold với một bản tăng sáng bình thường là gì, tí xíu mình sẽ nói chi tiết. Rồi anh có thêm hai cây trợ sáng G1, lắp thả bát treo, thả từ phụ thả xuống ha. Phần đồng hồ vẫn là sản phẩm quen thuộc, là phim mỹ màu đồng hồ. Đây các bạn. Đó. Đây là phim mỹ màu, tí xíu mình sẽ giảm bớt ánh sáng xung quanh cái khu vực này, các bạn thấy rõ hơn. Cái phần ổ khóa smart key thì nâng cấp cái phần led, thêm cái phần led ổ khóa là một nè. Thay hai nấm dặn zin là nấm nhựa đen sang nấm nhôm màu đỏ như thế này. Đó, và led ổ khóa là led ổ khóa ba màu. Cái này chủ yếu là làm đẹp thôi, chức năng là làm đẹp cái ổ khóa các bạn. Còn cái chức năng của khóa smart key thì vẫn là chống trộm, tìm xe, chống rác vẫn đầy đủ. Các bạn hãy nâng cấp thêm chống cướp 2m hoặc là các bạn lắp thêm định vị. Định vị thì ngoài chức năng là theo dõi giám sát xe, để xem được cái hành trình lịch sử xe mình đi đâu, dừng lại ở đâu, ngày nào, lúc nào, bao lâu, thì nó vẫn có luôn chức năng tắt máy từ xa hay còn là chống cướp á. Nhưng mà cái đó thì khoảng cách nó không phải phân biệt là chống cướp 2m, mà là khoảng cách bao xa cũng được, chỉ cần cái bộ định vị còn trên xe, hệ thống còn làm việc, các bạn đăng nhập được app thì các bạn sẽ tắt máy từ xa được ha. Cái này là cái nút này là nút của Atac 300mi, nút zin Hyundai nha, mình làm tất cả những nút là nút zin hết. Tháo nút trên xe của mình là nút màu đen. Cái chức năng là tắt máy tạm thời các bạn có biết rồi. Thì thay cái nút Atac 300mi thì chỉ việc là rút dắt ra ghim cái nút đỏ vô, ghim dắt vô rồi sử dụng bình thường thôi chứ đâu gì đâu. Đó không? Chức năng là cái đây, mỗi lần tắt mở cái chữ A trên đồng hồ nó báo là biết là nó còn hoạt động. Rồi. Cái phần tắt mở đèn chiếu sáng thì với xe này luôn luôn các bạn biết là không có tắt đèn. Thì mình sẽ chọn giải pháp theo chủ xe yêu cầu là tắt đèn tích hợp với nút vaccine, những giữ 3 giây tắt mở đèn. Đây, có luôn auto vaccine. Rồi câu này tí xíu mình sẽ nói chi tiết luôn. Cái phần Demi là mình nói rồi, chợ sáng rồi. Cái khác ở video này so với những video trước kia là chiếc xe này có luôn cái phần Audi ngoài sau. Thời gian trước hầu như các bạn theo dõi những video mình là chưa có phần Audi ngoài sau. Thì hôm nay mình sẽ có cái mẫu Audi ngoài sau như thế này các bạn. Đó. Thì cái này là option đơn giản một màu thôi. Đó. Hai bên một màu, ở giữa là màu đỏ cùng với hiệu ứng stop F1. Cái phần này các bạn muốn chọn A11 mình vẫn làm được. A11 là chọn chỉnh nhiều màu nhiều hơn trên điện thoại nha. Rồi, bây giờ mình cho các bạn xem cái phần ngoài sau trước. Cho cái quạt nó đứng rồi nha. Rồi, bây giờ mình cho bạn xem sơ ngoài sau trước nha. Tại cái video hôm nay thì những cái phần ở phần trước mình đã nói rồi, mình đã giới thiệu từ lâu rồi. Rồi bây giờ mình bóp thắng trước. Đây các bạn hãy gõ bóp thắng thì cái logo ở giữa nó chớp chớp F1. Thì cái ngoài cái logo là những cái vòng tròn như thế này, các bạn để những hình ảnh khác thì mình vẫn mình sẽ làm được cho bạn cái hình ảnh, nhưng mà tùy theo hình nào các bạn đừng có nhiều quá chi tiết là được. Tên các bạn muốn để tên mình sẽ làm tên cho các bạn luôn. Đó, các bạn muốn để nickname hay tên mình hay sao tùy các bạn. Rồi bây giờ là cái phần hình ảnh quả tiết đèn hai bên, đây các bạn, với những cái chữ C cách điệu nó trải dài cái phần đèn, trải dài từ đây đi xuống, do cái đèn kết cấu mình sẽ như vậy thì mình sẽ sắp cái chữ C trải dài xong rồi đi xuống dưới này luôn ha. Xi nhan sẽ như thế nào đúng không? Ok. Đây các bạn. Đây là hiệu ứng xi nhan các bạn. Cái Audi màu trắng đá so le với xi nhan zin. Rồi, xi nhan phía còn lại. Đây các bạn. Thì cái này chỉ làm đơn giản là phần màu trắng một màu, xi nhan là xi nhan zin. Tắt xi nhan. Rồi bây giờ xe này là mở khóa là sáng nên các bạn không tắt được cái phần ngoài sau, mặc định nó sẽ như vậy các bạn ha. Rồi bây giờ mình bóp thắng cho các bạn xem cái phần ngoài sau nè. Đó, đây là hiệu ứng stop F1 các bạn. Đó rồi ha. Ok, rồi đó là phần ngoài sau, ngoài sau chỉ đơn giản thôi. Rồi đây là hai mạch tăng sáng mình để sẵn cho bạn xem, để bạn biết tăng sáng Gold với tăng sáng tiêu chuẩn là như thế nào. Đây là bản tăng sáng tiêu chuẩn, thấy chưa, cộng 500% là sáng mạnh gấp 5 lần so với zin. Đây là mạch tăng sáng tiêu chuẩn, thông tin thì nó là mạch này là mạch nhôm,
màu trắng đặc trưng ha. Sử dụng chip LED là XPL. Đó. Còn đây là mạch đồng bản Gold. Đây các bạn. Màu vàng đặc trưng của cái mạch đồng là gì? Trên đây sẽ có ghi bản Gold đàng hoàng, Gold version đấy các bạn. À, và gấp 7 lần so với zin. Đó. Thì đương nhiên giá thành hai cái khác nhau các bạn, chứ không phải là bằng giá. Không có thể nào mà bằng giá được. Cái con này là bảo hành 2 năm sử dụng chip SRAM. Cái con bản Gold đó. Đây. Không thể nào mà nhầm lẫn được cái thiết kế trên này, các bạn hãy gõ ghi chữ Gold đàng hoàng. Và cái mặt sau là mạch đồng màu vàng. Không thể nào mà có tình trạng mà nó tính tiền cho các bạn, mà tính tiền mạch Gold mà lắp cho bạn mạch đồng, các bạn đừng lo lắng gì đó, không thể nào. Khi lắp các bạn cứ cầm cái mạch để các bạn coi là không có sai gì đâu được á. Mạch thường, tiêu chuẩn ta thường sẽ là màu trắng. Đây. Tại nhiều anh em lại sợ có những anh em mới xa người ta sợ điều này điều kia, thì không có, các bạn nhìn thẳng như các bạn thấy rõ hai chip LED khác nhau hoàn toàn. Chip này là chip hình vuông nè, không? Mặt là mặt phẳng luôn. Đây là con chip SRAM. Đó. Còn này là chip này nó khác, nó màu vàng vàng như thế này và nó có cái độ nhô cao tròn tròn như thế này. Nó không có bằng mặt như con kia. Đó. Những cái thông tin nó vẫn hiển thị trên mặt tăng sáng hết. Nó không thể nào mà nhầm lẫn được các bạn. Nó có những cái nét đặc trưng để phân biệt được là mặt tăng sáng bản Gold hay mặt tăng sáng bản tiêu chuẩn ha. Con này gấp 7 lần bảo hành 2 năm. Con này cái sáng mạnh gấp 5 lần bảo hành 1 năm. Đó. Rồi, đây là các bạn xem sơ qua về cái phần tăng sáng. Rồi, để xuống cho mình. Xe này hay mình đã nói là đã có mạch tăng sáng trong này rồi. Mình đã làm hoàn chỉnh. Cái xe này chủ xe anh giao làm hoàn thiện nhỉnh từ trước hay sau theo cậu của anh. Bây giờ mình sẽ giảm bớt cái đèn cho này. Đây cái phần ổ khóa dưới này nè, ban đầu mình đã nói rồi ha. Qua để mình cho bạn xem cái phần đồng hồ. Khởi động động cơ cái đó. Đây là đồng hồ ở lên phim mà đồng hồ đó các bạn. Đó. À các bạn thấy không? Rồi để mình tắt khóa cái. Rồi mình mở khóa lại. Để bạn xem được cái hiệu ứng mà rồi. Hiệu ứng mà khi nó khởi động nó quét cái đồng hồ rất là đẹp mắt. Rồi bạn đợi mình đi xíu, mình tắt luôn cái remote thử. Đó, không? Hồi nãy là tắt khóa nhưng mà mở lại rất lẹ, nó chưa có reset gì ban đầu. Bây giờ nó mới đúng nè. Đó là hiệu ứng nút khởi động của đồng hồ. Rồi, mình tắt luôn. Rồi, xong mình mở khóa lại để mình xem được cái đồng hồ mà sau khi dán phim nó đẹp mắt hơn so với chưa làm là vậy. Đó, các bạn thấy rõ ha. Nó hiển thị được nhiều phần màu trên đó. Đó. Và cái phần km này nè, nó sẽ có những option cho bạn chọn như là xanh lá, như đồng hồ này là xanh lá nè. À, xanh dương, đỏ, vàng. À, màu hồng, màu cam gì đó, đó tùy các bạn. Phù hợp với màu sắc mình yêu thích hoặc là cái phong thủy của mỗi người. Đó về cái phần đồng hồ. Rồi. Rồi, chơi xin ánh sáng xung quanh lại cái. Rồi các bạn đợi mình lấy ánh sáng xung quanh lại, tại vì nếu mà để sáng quá không thấy rõ được cái màu sắc trên đồng hồ. Rồi cái phần phía trước thì đối với những video trước đã nói rồi, đó là phần đờ mi A11. Đờ mi A11 là mình chỉnh hiệu ứng trên điện thoại ha, đó tí xíu mình sẽ nói. Còn đây là hai cây trợ sáng. Hai cây trợ sáng mini hai màu. Mình cho thêm một cái bát nhôm. Một bát nhôm thả từ trên xuống dưới này. Thì các bạn đi nhúng đường gồ ghề thoải mái. Nó đã qua được cái hệ thống giảm sóc này rồi. Qua ha. Đó. Thấy chưa? Cái phần đây là cho bạn xem cái phần đèn mà nó chưa lắp lên xe. Trợ sáng di quanh là con này đây. Con này thì bảo hành 18 tháng nha các bạn. Đó. Đây thông số của nó nè. À, nó cái đóng thương hiệu gì đó nên các bạn cũng không, các bạn khỏi lo lắng là không thể nào mà làm nhầm lẫn được. Cái đây là một hộp bọc đèn. Còn những cái hàng như thế này là hàng phổ thông thông dụng. Đây các bạn, một hộp nó sẽ là hai đèn. Đây. Những cái này thì bảo hành là 6 tháng. À. Phần này thì mình cũng nói nhanh lẹ sơ tại vì những cái này ở những video trước mình đã làm rồi. Đó. A11 trên một cái điện thoại cái. A11 là đây. A11 là cái phần đờ mi. Cái phần đờ mi nó sẽ kết nối cho chỉnh áp cái điện thoại. Phần trợ tăng sáng xe này đó là tăng sáng bản Gold này và có luôn cái phần tắt đèn. Tắt đèn là passive dây tắt đèn. Đây. Bây giờ mình chỉnh màu cho bạn xem thử vài màu thôi ha. Chứ cái phần này nó quá phổ biến rồi. Màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh dương, màu vàng nhạt, màu hồng, màu trắng, màu xanh băng, phần hiệu ứng là như thế này. Đó.
Đó, những cái hiệu ứng các bạn cứ tùy chọn trên điện thoại thôi ha. Đó các bạn. À, rồi. Xi nhan, ở bóp thắng chứ giùm anh coi. Bóp thắng đây có hiệu ứng rồi, hiệu ứng thắng. Đây hiệu ứng số 1 là chớp chớp như thế này. Đó. Hiệu ứng số 2 là chạy lên chạy xuống đổi màu. Hiệu ứng số 3. Thì cái phần này sau khi lắp đặt xong các bạn cứ bị tao áp về các bạn trải nghiệm thôi, trải nghiệm xong các bạn chọn. Rồi, buông thắng ra. Rồi, bóp thắng giùm mà, xin lỗi, bực xi nhan giùm anh cái. Đây hiệu ứng số 1 các bạn. Hiệu ứng chạy nhưng mà chạy không cùng nhịp chớp với xi nhan. Các bạn lắng nghe trên này có tiếng xi nhan tiếng tông đúng không? Hiện số 2 là hiện chạy nè, nhưng mà chạy cùng nhịp chớp nè ha. Đó. Còn hiện số 3 là hiện chớp tắt. Đó, các bạn thích cái nào các bạn đi chọn. Chọn các bạn bật xi nhan bên kia thì cũng y chang thôi. Mình đang chọn hiện số 2 nè. Mà xanh lá. Rồi các bạn bật cái này cũng y chang. Đúng không ha? Rồi ok. Tắt xi nhan giùm anh luôn. Rồi. Thì cái phần chợ sáng này nó hoạt động như thế nào? Thường những cái chợ sáng mini này á, mình sẽ có một công tắc riêng. Mình để nó ngay cái vị trí này. Để các bạn muốn bật cái nào các bạn bật. Thấy không? Tầm thấp nè, các bạn bật xuống, các bạn mở tầm thấp, các bạn bật lên, các bạn mở tầm xa. Cụ thể là tầm thấp là màu trắng, tầm xa là màu vàng. Nó sẽ có chọn option ngược lại là tầm thấp là màu vàng, tầm xa màu trắng nữa. Tùy các bạn chọn khi lắp đặt thôi. Đó. Tầm nào ở cái màu nào ở tầm xa thì cái vaccine sẽ là màu đó luôn. Đây. Còn cái màu trắng mà các bạn thấy nó chớp chớp á, là cái đèn zin á. Cái đèn zin nó theo cái vaccine 3 giây á, nó có chế độ auto vaccine. Đây mình sẽ cho cái ánh sáng vàng của cái đèn chợ sáng nó chiếu vào một bên đi. Rồi mình để à. Ở bạn thấy rõ ha, lúc này là chỉ còn cái ánh sáng của cái mạch tăng sáng thôi. Đau tôi vaccine nè. Rồi. Thì cái nguyên lý của cái mạch này á, mình đã giới thiệu rất nhiều video. Đây, các bạn muốn mở đèn nhanh lẹ các bạn đè thẳng lên luôn. Là các bạn mở cái code với pha luôn. Ha. Đây là mở đèn nhanh lẹ nha. Còn các bạn muốn mở đèn các bạn chạy bình thường đúng không? Các bạn đè cái nút vaccine. Đó, là như trạng thái mở đèn nè. Đây, mở đèn ở tầm code nha. Mở đèn ở tầm pha nè. Trả về code nè. Rồi ok ha. Đang code các bạn vaccine vẫn được nè. Và vẫn có auto vaccine. Chính xác chưa? Auto vaccine là sao? Là cái đèn tự động nó chớp 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 3 lần. Đó. Còn các bạn muốn tắt đèn các bạn vẫn đè tiếp. Các bạn tắt đèn. Rồi các bạn ha. Rồi mình mở đèn lại. Rồi ok. Đó. Các bạn cứ việc lắp đặt xong bên mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn hơn. Rồi à, và một nói một điều nữa là cái mạch mình làm cái chức năng nhớ. Nhớ là sao? Thí dụ bây giờ các bạn đang mở đèn nè, các bạn đang mở đèn code cho bạn chạy đúng không? Ok, các bạn tắt khóa xe. Thí dụ các bạn có việc gì các bạn cần, các bạn dừng lại, các bạn tắt khóa xe, các bạn mở khóa xe lên. Rồi cái mạch đăng sáng, xin lỗi, cái mạch bác sim bây giờ tắt đèn vẫn nhớ cho bạn được là lúc trước khi tắt khóa là các bạn đang mở đèn. Thì rồi sau khi các bạn mở khóa lại nó vẫn hiển thị với bạn là mở đèn, bởi trước tôi tắt khóa là các bạn mở đèn. Đây là chức năng nhớ trên cái mạch bác sim bây giờ tắt đèn mình làm đó. Và cái phần auto vaccine á, là vaccine auto vaccine được cả có chiếc pha luôn. Bây giờ mình sẽ cho camera ở phía trước. Đây, bây giờ mình đang mở đèn ở chế độ code nha. Không, có là hai bên. Rồi auto vaccine giùm anh cái. Rồi các bạn nhìn kỹ nè, những vaccine cái, thấy chưa, là nó chớp cả code với pha luôn. Không, cho dù đang mở đèn code, bây giờ tắt đèn chứ ơi, tắt đèn cái. Rồi bây giờ mình đang tắt đèn nha, những vaccine cái, các bạn hãy kỹ nha, nhấn lên nữa, nó vẫn auto vaccine cho bạn cả code và pha luôn. Cái mạch mình lúc này là gọi là version 2, là mình đã hoàn thiện những cái điều nhỏ nhỏ. Thứ nhất là auto vaccine là cả có chiếc pha luôn, cho dù đang tắt đèn hay là cho dù đang mở đèn. Và nó có luôn chức năng nhớ. Nhớ là sao? Là trước khi các bạn tắt khóa, cái đèn chiếu sáng mà đang trạng thái tắt hay mở đèn, thì sau khi mở khóa xe lại nó vẫn trả đúng vào trạng thái là tắt đèn hay là mở đèn. Nó là nhớ là vậy các bạn ha. Rồi cái phần ngoài trước như cũng đã xong là Audi A11 nè, tăng sáng bản Gold, hai cây chợ sáng di quan hai màu, phần đồng hồ 7 màu, thay đổi cái thay cái nút mà tắt máy thành nút ở tắt 300 mi, phần tắt đèn tích hợp với nút vaccine, led ổ khóa cùng với thay hai nấm nhôm và cái phần Audi ngoài sau. Hôm nay thì cái video này nó mới hơn so với dưới kia, là cái phần Audi ngoài sau, bổ sung thêm cái phần này cho các bạn tham khảo. Rồi
Thời gian làm việc của shop là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối các bạn. Và video kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video. Mọi người xin cảm ơn và xin chào các bạn.